Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là một cái ứng dụng phần mềm dạng desktop application bằng Java Swing và GDBC connect tới cái cơ sở dữ liệu là SQL Server. Thì trong ứng dụng này tôi sẽ sử dụng cái công cụ này NetBeans, vì cái công cụ này hỗ trợ chúng ta việc xây dựng và phát triển giao diện một cách nhanh chóng, nên là tôi sẽ sử dụng cái công cụ NetBeans này. Để download và cài đặt NetBeans thì các bạn có thể vào Google để và gõ từ khóa là NetBeans download. Thì sau khi các bạn gõ xong thì nó sẽ đưa các bạn tới cái trang NetBeans IDE download cái bài và các bạn click vào. Rồi ở đây thì các bạn có thể lựa chọn là cái nền tảng NetBeans Java SE và Java IE để mà download. Nếu mà các bạn làm ứng dụng Java Wing thì các bạn có thể dùng cái Java SE chọn ngay phiên bản này và download. Còn nếu mà các bạn chọn các ứng dụng phát triển các ứng dụng web nữa thì các bạn có thể chọn cho cái Java EE này để download. Cho NetBeans thì người ta đã tích hợp sẵn cái JDK nên các bạn không cần phải cài đặt JDK. Tuy nhiên cái công cụ này thì nó rất là nặng, nó chạy rất là ngốn RAM, nên mà tôi khuyên là sau này khi các bạn đã rành thì thạo hơn thì các bạn nên là sử dụng cái công cụ này Enix và Ingenuity. Hai cái công cụ này thì nó đỡ ngốn RAM và nó được khi đi làm việc thì người ta cũng chủ yếu sử dụng hai công cụ này. Rồi sau đây tôi xin giới thiệu các chức năng trong ứng dụng của tôi. Thì phần giao diện thì sẽ có chức năng như sau: chức năng tạo giao diện, rồi thay giao diện, rồi tạo phần màn hình chờ. Về dữ liệu thì có cái chức năng như là ép dữ liệu, rồi sau dữ liệu ra table, update, delete. Và còn chức năng sau khi login thì có chức năng phân quyền, rồi hiển thị cái username ở một cái name khác. Rồi chức năng search thì có search theo keyword, theo ngày tháng, vân vân. Rồi tiếp theo là xử lý cái trường ngày tháng, rồi lưu ảnh vào cơ sở dữ liệu, rồi sau ảnh ra, phần màn hình chờ đang cần. Rồi tiếp theo thì có chức năng như là xuất report ra file Excel, CSV, rồi PDF. Rồi tôi sẽ mở NetBeans này. Tôi sẽ đi tạo ra một cái project mới. Tôi chọn New Project, chọn Java Application, chọn Net. Rồi tôi đặt tên cho project của mình là Demo. Rồi tôi click Finish. Tôi đóng cái project cũ lại. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ xóa cái file demo.java đi. Rồi tôi xóa lên cái backlink demo. Rồi tôi tạo ra một cái backlink mới. Tôi đặt tên backlink là login. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ tạo một cái gframe form. Các bạn nhớ chọn là gframe form nha, đừng có nhầm lẫn với các form khác. Rồi tôi đặt trên trong form là login. Trong diện của ở đây thì cái mục property thì nó của tôi nó hiển thị như vậy. Của các bạn khi mặc định mở lên thì cái property nó sẽ ở bên dưới. Ở đây tôi chỉnh cho nó lên trên để cho nó dễ nhìn hơn. Rồi ở trong cái frame form login này thì tôi sẽ đi kéo vô một cái panel. Rồi cái panel này tôi sẽ dùng để hiển thị cái title của cái ứng dụng là login. Tôi sẽ kéo vào trong cái panel này một cái label. Rồi tôi set cái test cho nó là login. Rồi tôi sẽ căn chỉnh cái phông cho nó lớn hơn, rồi chọn kiểu chữ cho nó. Rồi tôi chọn OK. Rồi tôi kéo cái label này cho nó bự ra. Rồi tôi sẽ đi căn chỉnh cho cái chữ này ra giữa, tôi chọn là Center. Rồi tôi kéo thêm một cái panel vô trong nữa. Cái panel này tôi sẽ sử dụng để hiển thị cái username và password cho người ta nhập. Tôi sẽ set cái layout cho nó là rich layout. Rồi tôi set cái bố cục cho nó là 2 column và 2 row. Sau khi tôi set cái bố cục cho nó thì cái nó thu nhỏ lại. Nên là tôi sẽ kéo căn chỉnh cho nó bự ra. Rồi tôi tiếp theo kéo thêm một cái label vô. Rồi tôi set cái test property cho nó là username. Rồi tôi căn chỉnh cho nó là center. Rồi tiếp theo tôi kéo ra một cái text field. Rồi tiếp theo tôi kéo thêm một cái label nữa. Rồi tôi sẽ kéo ra một cái là password field. Rồi tôi copy cái username ở trên xuống thay cho cái label bên dưới. Rồi tôi thay cái tên cái tag lại bằng password.
Và cái thuộc tính này thì tôi sẽ đặt tên cho nó là tt username. Rồi cái phần property thì tôi xóa cái text đi cho nó đẹp. Rồi cái trường password query tôi đặt value name là tt password. Rồi phần property thì cái text thì tôi cũng xóa nó đi. Như vậy là cái form nó đã đẹp như vậy và tôi căn chỉnh thêm một chút cho nó đẹp hơn. Rồi, tôi sẽ kéo thêm một cái panel nữa vào ở dưới này. Cái panel này thì tôi sẽ dùng để chứa các button. Rồi, thì tôi sẽ kéo hai cái button vô đây. Rồi, cái panel này thì tôi cũng set layout cho nó là rect layout. Rồi tôi chọn row property. Rồi tôi chọn column, set column cho nó là 2 và row là 1. Rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ đặt tên biến cho cái button này là btn login. Rồi phần property thì tôi set cái tag cho nó là login. Rồi cái button còn lại thì tôi set tag cho nó là exit. Và cái phần tên biến variable name thì tôi set cho nó là btn exit. Rồi bây giờ thì tôi muốn tải một cái icon về thì tôi vô cái trang icon exit. Thì tôi nhập từ khóa là login. Rồi tôi chọn một hình nào đó, ví dụ như hình này chẳng hạn. Rồi tôi chọn cái hình với cái kích thước mà tôi mong muốn. Rồi tôi nick cho cái hình này. Rồi tôi sẽ đi tìm cái nơi lưu ảnh là trong cái project của tôi. Là demo. Rồi login. Tôi sẽ đi tạo ra một cái bách kịch nè để mà lưu cái ảnh bách kịch tôi đặt tên là image. Rồi tôi sẽ quay lại và tôi chọn cái folder image để lưu ảnh. Rồi như vậy là tôi đã có cái file ảnh. Rồi tôi tiếp theo thì tôi chọn cho cái thuộc tính là property. Rồi tôi chọn cho cái property là icon. Rồi cái bách kịch thì tôi chọn là image. Rồi tôi chọn cái file tới cái đường dẫn ảnh. Như vậy là nó sẽ được cái icon cho cái button của tôi. Buổi hôm nay thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong được cái giao diện của cái ứng dụng thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ tiếp tục làm giao diện và viết code xử lý cho các button này. Tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.